Kể từ thứ Sáu tuần này, ngày 10 tháng 2, người dân doanh nghiệp ở Hà Nội có thể phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính qua ứng dụng Zalo, địa chỉ là phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội. Và để kênh này hoạt động được hiệu quả, thì Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị được gửi tới. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chủ trì vận hành kỹ thuật để đảm bảo kênh này hoạt động được ổn định, thông suốt, an toàn, bảo mật, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị ở trên cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý.